Mày không có mệt đâu. Nếu mà người đó hiểu được đường lối tư duy thì tâm sẽ không có tâm sẽ được hạnh phúc. Lưu đồ em nát sao ta tất là nó lưu đồ nghe dùng của ta. Nát ta tất là nó ta lưu đồ nghe dùng của ta. Khi nói tới khổ thân á, thì đó là bệnh hoạn. Thân mà bị được bệnh hoạn đó là khổ thân. Lưu đồ nghe ta xem đồ nghe cho nó xem đồ nghe đủ cơ ta. Trong hai khổ thân và khổ tâm thì khổ thân khổ tâm là khổ hơn. Bên là lăng chiến rồi vậy nè, lưu cái đồ nghe chung vậy nè. Khoa sĩ ra các nghe chế mệt đoá lăng chiến rồi vậy nè, xem cái đồ nghe chỗ nào lăng chiến số sai chế đoá lăng chiến xem chiến nào lăng chiến số sai chế được chế đoá xem lăng chiến khoa nào cái xem đồ nghe chỗ mà chỗ nào lăng chiến số sai chế đoá số sai oh lăng chiến số sai đó elephant if have elephant have a mental strong problem rồi elephant can suicide elephant commit suicide nếu có lưu cái đồ nghe cang ba đam số nè xem mấy cái mà nó có suicide chế mà rồi elephant đi nè. Con voi đó khi mà trong tâm nó bị đau khổ sẽ dẫn tới nó sợ tự sát, mà con voi mà nó bị thân nó bị đau nó đâu có tự sát đâu. Chàng hỏi tiếp khi mà chuyển hóa tất cả các cái nghiệp báo ở thế đời này thì mình chuyển hóa tất cả các cái nghiệp đấy vui buồn hoặc là được thì mất thì thành quán nó thành cái tính không ấy. Mà khi là cái tính không đấy thì cái tại cái thời điểm hiện tại mình quán thành tính không, mình an nhiên tự tại, mình vui sướng thì cái thời điểm đấy có phải là mình đã đắc được một cái hoặc là cảm giác được cái vui sướng mà Đức Phật nói rằng là biết bàn có cái cõi này luôn chứ không? Như vậy thì cái cõi này chính là cõi Phật. Chị hiểu không ạ? Như vậy cõi này cõi Phật chứ không phải cõi khác. Once we realize that the suffering that we have here is an empty, we understand that. So it doesn't mean that this is nirvana already. Then this is the this samudra. Anh nói lại đi anh, một khi mà anh đã hiểu được sự đau khổ và sự hạnh phúc vốn là không đúng không? Ở trong cái thời điểm đó tuy là tính không mà liên tục phải như thế chứ không phải là đúng rồi thì sao? Thì ở đây là cõi Niết Bàn thì cái cõi này là chính là mình lúc đấy cái tâm mình là tâm vật rồi thì có nghĩa là mình coi như cõi này là cõi thực giả của mình đúng không? Okay. Và cõi này cõi vật chứ không phải cõi khác nữa. Thì ở Việt Nam hiện tại thì là once you realize suffering and happiness is actually the then we read that at that time doesn't mean that our mind is sankhesane. If that is sankhesane, doesn't mean that where we say is nirvana. Thì mà đấy, thà để sanh cái sát là liên hệ, ta lăng. In chỉ cần chấp được chưa ta? It is like Nirvana or this place Kulen is what is it? Then the Rama Tongba Shen Sasona Nita Sanje Ta Gozu Yung Yur, Tatani, Talanga Damaso, Tanyebre, Ta Gozu Sare, Simpson Tongba Shen Sona Sanje Samaso Sanje Yomari, Nita Sanje Ta Gozu Yung Yur. Một khi mà hiểu được tấn công đó không phải là thành Phật liền đâu, là anh bắt đầu đang đi trên con đường sắp tới thành Phật, sắp đi tăng bắt đầu đang đi trên con đường sẽ thành Phật. Họ tông bá thì yang jo xong rồi xuống chân bút tăng rồi. Rồi khi anh hiểu anh không rồi thì anh sẽ buông tập hoài như vậy. Tông bá xuống chân bút xong rồi ta này khán giả chỉ là tông bá những ngôn sùng được tổ sẽ chỉ chào cái đó ta. Và khi anh buông tập hoài lúc đó anh mới trực ngộ tấn công, anh liệu ngộ một cách trực tiếp và tấn công. Mà tông bá những ngôn sùng được tổ, ta hiền này, ta thế này ta. Thế nên sang giờ ta gặp rồi lên rồi. Rồi khi anh liệu một được tấn công rồi thì từ từ sau đó anh mới thành Phật. Tông bá trong nó sang giờ mà này. Tốt bà chăm là rồi mà xem tông bao nhiêu tốt bà chăm là sáng giờ và xem mà đấy. Không phải là chỉ đơn thuần là lấy một cái tấn công thành Phật đâu. Nó vào một cái thời điểm nhất định người ta sẽ chứng ngộ được, tức là gọi là tức là vào thời điểm đấy. Thì ý em nói là như vậy thì cái cõi này khi mà những vị sư tổ mà liễu ngộ được cả một cái quá trình rất là dài, thì người ta tu hành rất là nhiều kiếp, thì người ta đã gột rửa được cái tam độc ấy rồi. Thì đến vào một cái thời điểm nhất định người ta sẽ thành Phật, đúng không ạ? Và cái cõi này phải là cõi Phật chứ không phải cõi khác. Thì em nói là như vậy. Thì em hiểu như thế là anyway, based on what you said, anyway, anyway, at the end, this is a particular time.
that that person will become a Buddha. But practicing meditation, maybe in emptiness. But at one particular time, that person will become Buddha. Once that person becomes Buddha, does it mean that the environment around him is clear? No. Thế mà đấy. Không phải. His inner Sama Pure Land, Tanang Lo Chor, inner Sama Pure Land. Sim Bad Pure Land, Nashi Shasa, Tapa Pure Shasa. Không phải là bên ngoài là cõi Phật đâu, tâm của người đó là cõi Phật. Chỉ lo bên nào tanang anzu đâu bây giờ là sang giờ bây giờ, khó sang giờ thằng nào thấy cái, chỉ lo thì environment joy chuyển đồ mà đấy. Bên nào thằng ta thấy rồi, sang giờ bây giờ, sang giờ thì tôi joy chuyển đồ mà đấy. Khi một người tu thành Phật đó, thì không phải là bên ngoài biến đổi thành thành cõi của Phật, mà cái tâm của người đó biến thành cõi của là biến thành cõi Phật. Quran samlu tanda sem nang ge chowa cha chang kha ga cha zar ta. Vì cái cách của người mà tu thành Phật, người thành Phật rồi đó là cái đường nói tư duy và những cái kinh nghiệm, cái cảm giác đều là khác nhau, đều khác. Thế thì cũng đúng. Bởi vì sao là nếu như mà trong tâm đã thành Phật thì ở ngoài cái cõi nó cũng phải. Mà đây, bởi vì khi người ta thành Phật thì ở bên ngoài, bên trong nó là bình lặng như nhau, bình đẳng. Thì cái cõi này bên trong tâm là thành Phật, bên ngoài. Once a person become Buddha, so inside, outside, today, so for him there is no difference. I'm going to go to the Buddha. Nhưng mà Đề Bà Đạt Ba là cái gì? His cousin brother. Em họ của ngài của Đức Thích Ca đó là Đề Bà Đạt Ba, lại không thích Đức Thích Ca và kẻ thù Đức Thích Ca. Ngài chỉ không cho sanh giới trì khổ luôn, ngài chỉ xây dựng được tham chế đều được. Sanh giới xây thậm chí mong muốn chế đấy. Người đó tìm đủ mọi cách để mà giết Đức Thích Ca vì ganh tức. Environment sanh giới cha thù mà sao? Nghĩa là Đức Phật đã thành Phật nhưng mà xung quanh nhà đâu có thành Phật đâu, rõ ràng là Đề Bà Đạt Ba đâu phải Ine deva darda ke sanje seji char mangbu chebro ba deva darda ke sanje seji chebro mangbu chebro ba deva darda là tính mọi muôn cách để mà giết Đức Phật đúng không? Sanje chi lưu tu ngã chi ta khung chu khora xiu chen de ge yo ro ba. Nhà vì ông ta rất là ganh tức với Đức Phật. Chế sang sanje ke sung chức chi sung yo re sanje ke chức chi. Cho nên Đức Phật có một câu như vậy. Nhĩ kherang ke nyomo la mẹ ba su nhĩ de ro ba. Nhĩ kherang ke kang e den su lak ba ke mẹ ba su thu ma res. Tôi không có thể nào mà tiêu diệt được cái sự phiền não, phiền tức dùng bằng ba tôi mà tẩy lui được, tiêu diệt được phiền não của bạn. Nghe xem nhạc vụ đó, nghe tốt bắt nghe cho rằng là transfer chế thuốc mà đấy. Mai, rồi ba, nghe xem nhạc vụ đấy đó, nghe cái rồi ba, tốt bắt đến đấy, rồi ba, nghe xem nhạc vụ đấy nghe cho rằng là transfer chế thuốc mà đấy. I can't transfer my, the good heart to you. Ngài nói rằng là tâm của tôi không thể nào cho bản tâm của tôi được. Kiran rang ki gom to ba sim da sim ya bu jor sim ya bu to ba da jor ba sim ya bu da ko kiran rang ki kale jam kiran rang ya bu so re is ki so nỗ lực cố gắng tu thì nó ta environment sang mà sang chơi chán nó ta cú đến nó đứng đó mấy chiếc sang chơi chú đi chill đến nó đứng đó sao cái nếu mà nó một người thành Phật mà chúng ta cũng thành Phật luôn thì những người cao cảnh với tôi giờ người đã tu thành Phật tất cả thành Phật hết rồi. Bạch thầy là con xin hỏi thầy là tức là thầy giảng là không có cái tôi, thế nhưng mà theo như là
Ngài Anan chép kinh thì cũng nói là tôi nghe như vậy, thì có nghĩa là Ngài Anan thầy giải thích cho ngã vô mà đề mà cô sư ngã vô mà đề như thế nhân kinh nào lớp là cung ca bô đi kê đáp kỳ thơ ba thiếu chức đại đáp nhớ đề đáp nhớ đề rất chuyên sâu. Ngã vô mà để sẽ cái mê tăng thì xem rồi. Không có ngã là cái cách mà nói là cái cách tồn hữu không có. Nghĩa đúng gì xem rồi. Ngài sẽ kể chúng ta một câu chuyện. Chăm chút cố đang nói được chăm chăm khen giáo rồi, chăm chút cố đang nói được mình thoát ra mình đã lấy rồi. Một khi mà mình hiểu sai một chút thì có nhiều thứ xảy ra. Bất cứ chuyện gì thì lúc đó sẽ nói chuyện rồi. Có một người bất cứ chuyện gì lúc đó sẽ nói chuyện. Đi học. Đi lớp đó thì nào inch lớp gọi ta inch dân lớp gọi và inch dân đi học tiếng Anh trong trường rồi ba inch cái nào lớp thứ sáu bảo là ghen là thì cái my hat sẽ thích được lớp đấy my hat thứ sáu bảo là nghe go là gọi rồi ba my hat người thầy ghen thì sung cái đồ sung cái đồ my hat nghe go người thầy mới nói vậy em biết tiếng Anh nói gì my hat có nghĩa là đầu của tôi rồi ba inch cái là my hat là nó khá là gọi rồi my là nghe rồi ba hết sân gỗ rồi à mai hết sự tham bala nghe ghost là love cái hen là tiếng Anh á mai hết nghĩa là mai là của tôi hết là đầu nghĩa là đầu của tôi. Ở đây là người ta nghe được my hat nghe ghost love đấy. Bất cứ chuyện gì thì cái khẩu gọi là sao? À le my hat là nó ghen là cái gọi là sao? Stream đấy. Khi thì ghen là cái zuzu gọi là my hat nghe go làm zuzu rồi à? Cái chỗ ghost là sao? Là sao? Hả ghost là? Ghen là cái gọi là ghost. Cái gì ghen là thì cái my hat nghe go là gọi là my hat là ale ghen là cái gọi là sao? Stream đấy. Bất cứ chuyện gì nè, cái đứa bé đi học tiếng Anh á, thì người thầy mới dạy cái chữ là my hat nghĩa là đầu của tôi, thì đứa bé nó hiểu gì nè, là ông thầy ông đang nói đầu của ổng đó, đầu của tôi, thấy không? Thì nó nghĩ rằng ông đang nói là đầu của ổng, mình đang nói đầu của tôi, nhà đầu của con, thấy không? Nghe xong không? Hiểu chưa? Bất cứ cái nào lấy từ trong bao lúc sinh chọn từ trong bao lúc khởi lập đấy, my hat ghen là ghost lập đấy. Cái đứa trẻ đi về nhà học bài thì nghĩ mỗi lần nói cái chữ mà my hat là đầu của tôi thì nghĩ cái đầu của ông thầy là đầu của ông thầy đó. Pavia Kalaru, tu martas, my hair sana gela go marta, nghe gores, lane, pavia suzu golu zuzu zuzu lave. Thì người cha nghe vậy nói gì sai rồi. My hair là đầu của tôi, ông già vừa nói gì chỉ đầu nè, đầu của tôi. Gela go marta lave. Không phải đầu của ông thầy. Tap pugu de sani lobra lave. Sani lobra lê de gigan de kaja tira, my head lana kares, tada kaja tira. Đi bé mày 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 nào là lấy sao my hat sao pa là gọi là người thầy khi mà hỏi bài em bé đó hỏi my hat trong tiếng Anh nghĩa là gì thì cái đứa trẻ nói nè nếu mà ở trong lớp đó cái chữ my hat là đầu của tôi nghĩa là đầu của thầy về tới nhà mà chữ my hat đầu của tôi nghĩa là đầu của ba tôi. Chế sang thằng đó đi sang chứ chế, để cái đại cái thợ bắt thứ chi na sư sang bảo là ngã sẽ cho rồi, ngã sẽ thì lập gọi là mà to ngã sẽ thì yom mà để chuẩn sẽ gọi yom mà đó. Cho nên cái câu mà tôi nghe như vậy đó không có nghĩa là tôi không có. Yo rồi ba, ngã yo rồi. Tôi có tôi. Ngã yo rồi. Hiện nay ngã yo mà để xe thì khai lạc yo rồi sao? Ngã xe thì thằng đó ngã chú xâm lược tăng nhạc, ngã xe thì tốc độ đâu chứ xâm lược tăng được đâu? Ngã số lệ, trạc phu, tốc độ, tắc ba, và tiền trệ chứ yo mà, và ta thì. Nhưng mà cái ngã mà tôi mình đang nghĩ là cái ngã là cái khối gì đó mà chắc chắn vững chắc thì cái đó không có. Và thật ra ngay rồi sẽ sụp chi trong đó tốc độ trong cái ngã sẽ xong rồi lấy đồ chả là nó sẽ tốc độ trong cái ngã sẽ và thế đấy ngã thì ông ấy khi mà chúng ta khởi trong tâm ngã cái tôi là một cái gì giống như cái món vật gì một cái khối gì mà rắn chắc đó thì cái đó hoàn toàn không có rồi ba bên anh nghe sức chịu là gì bên anh xong rồi đang là sức chịu rồi ba giờ ta chỉ mình đâu ngã yo mà để làm na chờ ra yo mà để lau cái gì rồi ba ngã mình là chờ ra yo mà chờ ra mình là ngã tôi xong mà yo mà thế mình xong mà mình có chờ được rồi ba khi mình nói là tôi không có. Nếu mà cá nhân tôi không có thì bạn không đâu có. Nếu mà bạn không có luôn, tất cả cũng không có luôn, không có ai hết, con người không có luôn.
đúng không? Ngã yếu rồi thì hiện nay ngã sẽ tốc độ đâu bằng rút xong nó tăng tăng năng sinh ngã thì mà đâu ta nhưng mà thật sự tôi có nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng tôi còn hủ giống như là một cái khối gì rắn chắc đúng thì cái đó hoàn toàn không có. Thì lý à, bây giờ nàng cái chức tức là răng sinh chú trụ bị tông bảo sẽ tất là cái gì, ta chức tức là bây giờ chức tức là dạ, trong kinh có nói là răng sinh thì chú bị tông bảo có nghĩa là trống vắng không có tự tánh. Ừ, thật sự. Ừ, dạ.